Rồi. Và cái nhiệm vụ cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Các bạn còn nhớ là trong cái buổi lúc đầu tôi có hướng dẫn chúng ta, tôi có bảo với chúng ta là tôi sẽ cho chúng ta một cái file dữ liệu không ạ? Để kiểm tra gì ạ? Kiểm tra danh mục của các nhà cung cấp mỏ địa chỉ. Vậy thì vì sao mà lại phải làm cái điều đó? Là bởi vì thế này. Các bạn hình dung là ví dụ như qua quá trình thanh tra kiểm tra nhé, ví dụ cơ quan thuế vào này, cơ quan thuế kiểm tra sổ của chúng ta như này. Đây, kiểm tra sổ của chúng ta như thế này. Đó. Kiểm tra sổ của chúng ta như này thì cơ quan thuế phát hiện ra là chúng ta đang ghi nhận trong kỳ này một cái khoản chi phí. Đúng không ạ? Một khoản chi phí và một khoản doanh thu. Đấy. Chi phí của chúng ta thì cái chi phí này của chúng ta, cái này không lên mã đối tượng rồi. Đấy. Chi phí của chúng ta cái này là lên, đáng lẽ đây nó sẽ có đối tượng là nhà cung cấp số 1 của chúng ta đúng không ạ? Đây nhà cung cấp số 1 đây của công ty Anh Khoa đây. À, nó lên ở bên có cái này. Lớp mình đợi tôi một chút, tôi cho này cho các bạn dễ nhìn. Thì ví dụ như này, thì khi mà cơ quan thuế kiểm tra thì người ta phát hiện là à chúng ta có giao dịch mua hàng đúng không ạ? Đây, khấu trừ thuế đầu vào tài khoản 133 này của công ty Anh Khoa. Số tiền đầu vào là 10 triệu. Đấy. Nhưng vấn đề người ta rất là phân vân là liệu rằng là như vậy thì cái hóa đơn đầu vào của chúng ta này mua từ công ty Anh Khoa có phải là hóa đơn mà bất hợp pháp hay không? Ví dụ cái hóa đơn 470 chúng ta đã vừa hạch toán với nhau này. Thì doanh nghiệp hạch toán vào chi phí là 100 triệu và khấu trừ đầu vào 10 triệu này. Nhưng có khi nào là cái doanh nghiệp Anh Khoa này là một công ty được mở ra để mua bán hóa đơn hay không? Các bạn hiểu không? Và rất là nhiều trường hợp ấy, trong thực tiễn các bạn sẽ gặp là khi mà đưa cái danh mục vào thì người ta sẽ phát hiện ra rất là nhiều các hóa đơn của một công ty nào đấy là hóa đơn bất hợp pháp. Đấy. Ví dụ như giả sử ở đây tôi có minh họa cho chúng ta một cái tình huống nhỏ. Các bạn có thể xem. Đây tôi đã điền đây cho cái file này chúng ta rồi. Nhá, đây. Các bạn theo dõi trên màn hình trước giúp tôi. Đấy, ví dụ như là với cái file dữ liệu này của cơ quan thuế, tôi cũng chia sẻ ở đây là cái file dữ liệu của cơ quan thuế nhé. Và nếu mà các bạn tìm thì các bạn sẽ không tìm được ở trên mạng đâu. Đấy. Thì đây ví dụ như tất cả cái mã số thuế người bán sau khi mà chúng ta mua bán với người ta xong. Thì ba các bạn còn nhớ là hôm trước ở trong phần mà danh mục nhà cung cấp không ạ? Chúng ta sẽ điền thông tin lên đúng không? Thì ví dụ như các bạn điền thông tin mã số thuế lên thì cơ quan thuế người ta sẽ quét một loạt lên cái trường này. Tôi cho ví dụ là đây là một công ty mà người ta giao dịch với hai doanh nghiệp. Trong đó thì với hai mã số thuế là như thế này thì người ta phát hiện ra là à có một cái công ty ở đây với cái mã số thuế là 0109 92 gì đây? 992 433 là một doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh. Công ty này được kiểm tra kỹ ra thì công ty này là công ty dịch vụ nhà hàng ẩm thực Huế. Được chưa ạ? Và đã thực hiện bỏ địa chỉ vào ngày 5 tháng 9 năm 2022. Đấy. Qua kiểm tra cái công ty này các bạn sẽ nhìn này, là tôi vào lại trang web của Tổng cục Thuế tôi kiểm tra nhé. Tôi vào lại trang web của Tổng cục Thuế tôi kiểm tra này. Đó. Thì tôi phát hiện ra là à như vậy thì công ty này đã là một doanh nghiệp bỏ địa chỉ thực rồi. Đây. Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đúng không ạ? Và như vậy thì rất có thể là cái hóa đơn mà ví dụ nó phát sinh mà tôi mua từ công ty này là một hóa đơn bất hợp pháp mà tôi mua từ gì ạ? À, doanh nghiệp mua bán hóa đơn. Đấy. Đấy. Bạn nào ví dụ các bạn có xem cái bản tin trên thời sự đúng không ạ? Là có những vụ án mà lập ra nhiều công ty để mua bán hóa đơn. Gần gần đây nhất đấy. Đúng không ạ? Gần đây nhất là chúng ta thấy rằng là có 25.000 đây lập ra 280 doanh nghiệp mua bán 25.000 tỷ đồng hóa đơn. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Thì rất là nhiều những cái rủi ro liên quan đến cái này. Hoặc ví dụ như các bạn nào mà các bạn có theo dõi trên website của Gonapass chẳng hạn thì chúng ta sẽ có cái danh sách của cái công ty mà rủi ro. Đấy. Danh sách công ty rủi ro thuế thì chúng tôi cũng có cái danh sách này. Đó. Thì đây là ví dụ thôi, tất nhiên là nó sẽ có được update thì rất là nhiều thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm này của tôi các bạn tra cũng được. Được chưa? Thì các bạn cũng sẽ thấy là nó có cái danh sách công ty này lên. Thì bây giờ là một cái thực trạng nó rất là nhiều cái này xảy ra. Nên tôi khuyến nghị là sau một cái thời gian của chúng ta thì các bạn sẽ nên thực hiện rà soát lại cái giao dịch mà các bạn đã mua hàng của nhà cung cấp này. Tôi gửi trên chatbox của chúng ta nhé. Đó. Cái file này nó hơi nặng, nó 34 MB cơ. Thì các bạn đợi một chút thì nó sẽ load trên đó. Thì cách để chúng ta dùng thì như tôi có nói đấy, là các bạn sẽ quét cái mã số thuế của người bán và các bạn sẽ cho vào trong cái trường dữ liệu đó.
thì các bạn sẽ phát hiện ra đúng không, là liệu rằng người bán này có còn hoạt động hay không. Vậy thì nguyên lý trong cái trường hợp mà nếu như nó phát sinh ra doanh nghiệp bỏ địa chỉ này thì các bạn sẽ làm thế nào? Đây. Đúng không? Thì nó sẽ có một cái nguyên tắc để chúng ta xử lý. Đấy là xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn. Cái này tôi chia sẻ một chút để cho chúng ta xem và chúng ta biết cái cách mà nó đang vận hành. Chứ website này đang bị lag à? Website này bị lag rồi, khả năng là có thể là bên tôi đang bảo trì web rồi. Thì tôi sẽ giải thích cho chúng ta như này thì các bạn hiểu này. Nốt cái phần này nhé, nốt phần này là phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay nhé. Đó là khi mà doanh nghiệp mà mua cái này, tôi cho ví dụ là công ty Gonapass này mua của công ty Anh Khoa vào ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Nhưng mà trước đó đúng không ạ, vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, vào đúng cái thời điểm đêm giao thừa chẳng hạn, thì công ty Anh Khoa này quyết định là dừng hoạt động. Ví dụ như vậy. À, và như thế các bạn thấy rằng là rõ ràng là công ty đã dừng hoạt động rồi, đã bỏ khỏi địa chỉ rồi đúng không ạ? Mà hóa đơn này vẫn phát sinh sau cái thời điểm công ty này dừng hoạt động. Thì tôi chắc chắn với các bạn là nếu như chúng ta dùng hóa đơn đó để chúng ta thực hiện tính chi phí này, để chúng ta khai thuế đầu vào này, thì chúng ta đã đang vi phạm vào hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Được chưa? Phát sinh sau ngày doanh nghiệp bỏ địa chỉ. Đấy. Và như vậy thì chắc chắn trong tình huống này chúng ta sẽ bị xử phạt. Hiện nay thì mức xử phạt với mỗi một tờ hóa đơn này bất hợp pháp thì chúng ta sẽ bị xử phạt là 35 triệu đồng. Mỗi một tờ này nó bị phạt là từ 20 đến 50 triệu đồng, trung bình là 35 triệu đồng. Đấy. Ngoài ra thì tất cả những chi phí chúng ta đã khấu trừ, tức thuế đầu vào chúng ta đã khấu trừ thì chúng ta sẽ không được khấu trừ nữa, chúng ta sẽ bị loại ra. Đấy. Thì đây là tình huống thứ nhất xảy ra, đó là khi mà hóa đơn này phát sinh sau ngày mà doanh nghiệp này bỏ địa chỉ. Nhưng nếu mà một cái tình huống mà xảy ra thường gặp hơn là giả sử một cái tờ hóa đơn này nó phát sinh vào mùng 3 tháng 1. Đúng không ạ? Nhưng sau đó đến một cái ngày nào đó, ví dụ là ngày mai đi, là ngày 4 tháng 1 đi, hoặc là hôm nay đi, là mùng 5 tháng 1 năm 24 đi, thì công ty Anh Khoa này chấm chấm dứt hoạt động. À, như vậy các bạn thấy là hóa đơn này của tôi thì tại cái thời điểm mà tôi giao dịch với công ty Anh Khoa này thì hóa đơn này vẫn được xảy ra bình thường. Đúng không ạ? Giao dịch này tôi vẫn thực hiện mua bán thực tế rất là bình thường. Nhưng vấn đề là sau đó thì công ty này là công ty bỏ địa chỉ. Đấy. Và như thế thì hóa đơn này trở thành là gì ạ? Một hóa đơn nằm trong vòng nghi ngờ của cơ quan điều tra, nằm trong vòng nghi ngờ của cơ quan thuế đúng không? Đấy. Thì thực tiễn hiện nay các bạn biết này, là rõ ràng là nếu mà trên nguyên tắc nhé, đầu tiên nguyên tắc phải nói đến là nếu như chúng ta có đủ bằng chứng để chứng minh là chúng ta có giao dịch thực tế xảy ra ở đây. Những cái bằng chứng này thì thông thường sẽ bao gồm có cái giao dịch là hóa đơn này, sẽ có chứng từ thanh toán qua ngân hàng là tốt nhất này. Hoặc là phiếu chi đi, dùng nếu mà chi tiền thì tạm là phiếu chi đi. Hoặc là ví dụ như là các bạn có thêm những cái biên bản bàn giao giao nhận hàng hóa, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. Đấy, tóm lại là những cái chứng từ liên quan đến cái hàng hóa nó đi đường ấy. Thì nếu mà có những cái chứng từ như vậy thì các bạn sẽ được làm một cái được gọi là cam kết. Các bạn sẽ được cơ quan thuế người ta cho làm một cái là cam kết. Đó. Thì cam kết này nó sẽ cho phép chúng ta là vẫn được tạm thời tính cái chi phí đó và được khấu trừ cái chi phí của cái hóa đơn đấy vào trong chi phí được trừ. Được chưa? Tuy nhiên thì về nguyên lý nếu như khi chúng ta làm cam kết như vậy và người ta chuyển cái hóa đơn này sang bên công an điều tra và phát hiện ra là mặc dù hóa đơn này được phát sinh sau xin lỗi, hóa đơn này đã phát sinh trước khi mà công ty này bỏ trốn, nhưng về bản chất thì hóa đơn này vẫn là hóa đơn mua bán và không có thật ấy, thì nó vẫn quay về với tình trạng đó là chúng ta sẽ bị rơi vào tội là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, và thậm chí là nặng hơn nữa là có thể được quy kết vào hành vi mua bán hóa đơn trốn thuế. Được chưa? Đấy, đây là cái kết cục của nó. Được chưa? Thế còn cái trường hợp thứ hai là nếu như cái hóa đơn này xảy ra trước nhưng mà chúng ta không thể chứng minh được, hoặc là ví dụ như cơ quan thuế người ta bảo là thôi bây giờ người ta tạo điều kiện đúng không ạ, là để mà cho đỡ phải chuyển hồ sơ ra cơ quan điều tra, thì doanh nghiệp được quyền là bây giờ doanh nghiệp điều chỉnh trước đi, hãy điều chỉnh giảm đi, đừng ghi nhận chi phí của hóa đơn này nữa, đừng khai thuế đầu vào với hóa đơn này nữa, được chưa? Thì chúng ta bỏ cái hóa đơn này ra thì khi đó thì các bạn biết rằng là nghĩa vụ của chúng ta thì cái hóa đơn này không còn giá trị gì nữa rồi, chúng ta không có chi phí, chúng ta không có được khấu trừ đầu vào, thì chúng ta đã nộp đủ thuế cho nó, các bạn sẽ phải tính thuế cho nó, thì khi đó thì chúng ta sẽ không bị phạt về cái hành vi mà chúng ta mua bán hóa đơn. Được chưa? Tuy nhiên thì thực ra nó sẽ cũng rất là thiệt bởi vì chúng ta sẽ bị loại hết chi phí đi. Đó. Thì đấy là cái ứng xử của cái việc mà chúng ta phát sinh ra các hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ. Được chưa? Thì cái điểm này thì hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn này thì chúng ta có cái gì chúng ta muốn hỏi tôi không? Thầy ơi, thầy ví dụ như là mình sử dụng dịch vụ của cái nhà hàng đấy
Lúc mình sử dụng dịch vụ thì là nó vẫn hoạt động bình thường. Sau này mấy năm sau khi cơ quan thuế vào quyết toán cơ thì bắt đầu là cái công ty đấy mới bắt đầu nó bị không còn hoạt động nữa ạ. Thì Ok. và thì đến lúc đấy thì chứng minh như thế nào để suôn sẻ nhất ạ? Ok. Trang đúng không nhỉ? Trang cái tình huống của Trang chia sẻ với chúng ta cũng là một tình huống nó rất thực tế và cũng là cái mà rất nhiều công ty sẽ gặp, bởi vì sao? Bởi vì hóa đơn ăn uống này, hóa đơn khách sạn này, rồi những cái hóa đơn đi lại xe cộ là các bạn biết là rất là nhiều những cái hóa đơn người ta mua bán lộn xộn lên. Đấy. Một cái chỗ này của tôi đang không vào được web. Thì tôi xem tôi có cái bản mà tôi có thể vào được cái bản lưu của nó đây không. Đấy. Nếu mà nó không có cái bản lưu ở đây thì tôi sẽ gửi cái này sau cho chúng ta vậy. Thì như này nhá. Đối với cái tình huống của Trang thì hóa đơn bỏ, thực ra trên cái bản đấy tôi đã ghi ghi lên chính là cái web này này. Tôi cũng đưa cái tình huống đó lên chính cái web này luôn. Thì thực tế là cái hóa đơn ăn uống là hóa đơn rất rủi ro của cái việc là chúng ta sẽ khó để giải trình. À, và nó lại là hóa đơn mà khi trong thực tế thì nó lại rất vướng vào cái trường hợp là công chứng người ta yêu cầu giải trình. Khẳng định luôn là như vậy. Thế thì thực ra thì để mà bảo vệ được cho nó, để bảo vệ được cho nó thì tôi cũng nói luôn là cái khả năng bảo vệ của nó không phải là 100%, tức là nó chỉ 50-50 thôi. Đấy, thì cái cách để chúng tôi làm thì thông thường là thực ra hồ sơ của nó thì cũng đến như thế thôi, tôi nói thôi. Đấy. Cái đầu tiên phải khẳng định được lại ấy, là cái thời điểm mà chúng ta sử dụng hóa đơn đó là thời điểm phát sinh trước khi doanh nghiệp vào địa chỉ. Thì đây là điều kiện cần đầu tiên. Đầu tiên phải là doanh nghiệp cái hóa đơn nó phát sinh trước rồi này. Thứ hai là để chứng minh được cho cái giao dịch đó xảy ra thì có thể chúng ta bổ sung thêm các cái tài liệu. Và bổ sung thêm các tài liệu này thì nó sẽ có hai nguồn tài liệu mà các bạn có thể cân nhắc nhé. Đó là nguồn tài liệu nội sinh và nguồn tài liệu ngoại sinh. Tức là nó đúng với lại cái nguyên tắc của chứng từ kế toán luôn ấy. Đó là chứng từ từ bên ngoài và chứng từ từ bên trong doanh nghiệp. Vậy thì đối với chứng từ từ bên ngoài doanh nghiệp thì đó là cái gì? Thì bên cạnh hóa đơn có thể có một số nhà hàng họ còn cung cấp cho chúng ta bill, họ cung cấp cho chúng ta bảng kê, và còn cung cấp cho chúng ta phiếu biên nhận vân vân, thì đó có thể là một hồ sơ đi kèm, các bạn cứ kẹp thêm vào đó. Được chưa? Thứ hai đó là với một số trường hợp thì khi mà các bạn tiếp khách, cái này thì tôi thấy nó cũng tùy thôi, nhưng mà thực tế là để chứng minh thì có thể là các bạn có thể, tôi thấy là một số công ty khi mà trên cái yêu cầu đi tiếp khách họ còn có yêu cầu còn chụp ảnh các thứ ấy. Đấy, thì các bạn có thể lưu thêm cái bằng chứng đó, nghe thì